Nếu như các bạn đang tìm kiếm một giải pháp chiếu sáng yêu cầu cường độ ánh sáng cao, góc chiếu rộng mà lại có thể tạo không gian thoáng đãng và rộng rãi thì chắc chắn video này dành cho các bạn đấy. Đèn LED panel tấm FK-PAL3060 của Falkidi có cấu tạo tương tự các dòng đèn panel tấm khác. Đèn được viền hợp kim nhôm phủ sơn tĩnh điện màu trắng, kết hợp các khe rãnh để tăng độ tản nhiệt cho đèn và tăng tính thẩm mỹ. Tấm dẫn sáng được làm từ chất liệu PMMA, bền hơn nhựa thường, giúp chịu nhiệt tốt và dẫn sáng tốt. Hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ toàn phần, ánh sáng từ chiếc LED truyền qua tấm dẫn sáng cho ánh sáng đạt đến góc chiếu 120 độ mà không hề gây chói mắt cho người sử dụng, với ưu điểm vượt trội hơn rất nhiều so với đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt thông thường. Đèn LED panel tấm FK-PAL3060 có thể cho hiệu suất phát quang bằng 2 bóng huỳnh quang, điều đó giúp tiết kiệm tối thiểu 50% tiền điện hàng tháng so với việc sử dụng mẫu đèn màng âm trần huỳnh quang. Đèn được trang bị chip LED Apista cao cấp với hiệu suất phát quang cao, cho khả năng chiếu sáng vượt trội và bền bỉ, tuổi thọ lên đến hơn 50.000 giờ, tương đương 10 năm sử dụng, giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí thay thế bóng đèn và chi phí hóa đơn tiền điện của bạn. Theo thông số kỹ thuật từ phía nhà sản xuất, đèn LED FK-PAL3060 có chỉ số hoàn màu cao, CRI đạt ít nhất là 82, và chúng ta hãy thử so sánh với kết quả đo được từ máy đo chỉ số CRI. Kết quả hiển thị RA bằng 84, chứng minh rằng đèn luôn phát ra ánh sáng đồng đều, giúp người dùng nhìn thấy những hình ảnh sắc nét và không xuất hiện hiện tượng nhức hay mỏi mắt. Với thiết kế hiện đại và tính ứng dụng cao, đèn LED panel tấm FK-PAL3060 của Falkidi được các chủ dự án và kiến trúc sư lựa chọn cho chiếu sáng văn phòng, showroom, phòng sạch, chiếu sáng không gian rộng, cần độ hài hòa và đồng đều cao về ánh sáng. Chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ phụ kiện phù hợp cho các mục đích lắp đặt và trang trí khác nhau như lắp âm trần, lắp thả hay lắp ốp nổi. Falkidi cam kết tất cả vật liệu sản xuất nên đèn LED tấm FK-PAL3060 đều không có chứa các chất độc hại như chì hay thủy ngân và không phát ra tia tử ngoại, nên rất an toàn cho người sử dụng. Chúng tôi cũng cam kết bảo hành chính hãng 24 tháng và 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được hàng đối với những lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 098 509 2466 để nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn từ Falkidi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.